lại nữa này kiều thi ca nếu các thiện nam tử thiện nữ vân vân giáo hóa tất cả hữu tình ở trong thiện bộ đều giúp họ an trụ quả dự tiêu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán thì ý ông thế nào do nhân duyên này mà các thiện nam tử thiện nữ vân vân ấy đều phước nhiều trăng, trời đế thích bạch phật bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều bấy giờ phật bảo trời đế thích có những thiện nam tử thiện nữ vân vân nào đối với ban nhã và làm mà ta sâu xa đem tâm thành tịnh cung kính tín thọ vì cậu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà nên biên chép phân phát cho người khác